Alo. Tina xin kính chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị một đêm thật là vui trong cái mùa Giáng sinh năm 21 này. Và để mở màn chương trình, Tina cũng nói sơ sơ một tí là chúng ta sẽ có một số món quà mà chính Tina sẽ gửi đến các anh chị có mặt ngày hôm nay. Một món quà tuy nhỏ đơn sơ một mạc nhưng mà nó cũng làm ấm lòng của chúng ta lắm. Bởi vì mấy anh chị sẽ nghĩ rằng, ồ, mình cũng có một cô em, hoặc một cô chị, hoặc là một cô bạn biết nghĩ tới mình vào mùa đông để làm cho mình ấm. Và sau đây, Tina xin trình bày nhạc phẩm Người tình mùa đông với thiết điệu Cha Cha Cha. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau ra sàn nhảy để làm cho bước đầu chúng ta sôi động như mấy anh chị. Thank you.